Giờ đây truy cập vào báo điện tử VTC News, bạn không chỉ cập nhật tin tức mà hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác nhanh sau đây. Khi đang ở trang chủ, bạn có thể ấn vào tiện ích. Ở đây có các mục như cách tính thuế đã có VAT hoặc chưa có VAT, tính nồng độ cồn online, cách tính phần trăm của một số, công cụ tính khoản vay, tính tỷ lệ chiều cao cân nặng chuẩn hay thi bằng lái xe. Giả dụ ấn vào cách tính thuế đã có VAT hoặc chưa có VAT. Nhập số tiền là 10 triệu. VAT là 10%. Bạn chọn tính VAT xuôi. Ấn thực hiện. Kết quả sẽ ra số tiền trước thuế, tiền thuế, số tiền sau thuế và bằng chữ. Hãy tính VAT ngược. Kết quả cũng chỉ hiện ra sau vài giây. Tiện ích được quan tâm nhất là cách tính nồng độ cồn online bạn nhập giới tính, cân nặng, nồng độ cồn loại rượu mà bạn uống, số lượng đã uống. Ví dụ, bạn giới tính nữ, nặng 49kg. Loại đồ uống của bạn có nồng độ cồn là 5%. Bạn uống 100ml. Kết quả là bạn có 14,19mg trên 100ml máu. Nồng độ cồn trong khí thở là 0.0676mg trên 1 lít khí thở. Thời gian hết cồn xấp xỉ 1 tiếng và hình phạt đối với nồng độ cồn này. Nếu như bạn điều khiển xe ô tô là từ 6 đến 8 triệu đồng, xe máy là 2 đến 3 triệu đồng. Thời gian tước giấy phép lái xe là 10 cho tới 12 tháng. Để biết thân hình mình có cân đối hay không, thì mời quý vị ấn vào tính tỷ lệ chiều cao cân nặng chuẩn. Chẳng hạn bạn cao 161cm, nặng 49kg. Như vậy, chỉ số BMI của bạn là 18,90% nhận xét, cơ thể trong mức cân đối lý tưởng, bạn nên duy trì ăn uống và luyện tập để bảo vệ sức khỏe. Hay nếu như bạn chuẩn bị thi bằng lái xe, hãy truy cập vào vtcnews.vn để thực hiện các bài thi lý thuyết. Bạn có thể thi thử giấy phép B1, B2 với đa dạng bài thi. Cuối cùng, hãy thử công cụ tính khoản vay. Tôi đang cần vay 1 tỷ. với lãi suất là 5,2%. Vay trong 12 tháng. Như vậy, số tiền phải trả tháng đầu là gần 88 triệu. Tổng lãi phải trả là hơn 28 triệu. Tổng số tiền gốc và lãi là 1 tỷ 028 triệu 166.667 đồng. Mời quý độc giả trải nghiệm những tính năng mà báo điện tử VTC News đã cho ra mắt.